Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Ngọc Dũng, sinh viên khóa 2 của Đại học EDX. Và như đã hứa ở video trước về bộ môn Learning Method, tổng kết bộ môn Learning Method buổi 2, thì với video, chủ đề của video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ về vai trò của từng bộ phận chức năng chính ở trong một doanh nghiệp. Bộ phận chức năng đầu tiên tôi muốn chia sẻ đó chính là bộ phận tài chính. Bộ phận tài chính là bộ phận liên quan đến những vấn đề chi tiêu, huy động vốn cũng như là phân chia lợi nhuận ở trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đó có thể linh hoạt hơn cũng như là hoạt động trôi chảy hơn trong công việc của mình. Bộ phận thứ hai tôi muốn nói đó chính là bộ phận về kế toán. Bộ phận kế toán là một bộ phận quản lý nội bộ trong công ty hay trong doanh nghiệp, giúp lưu chuyển cũng như là hoạt động giao dịch cũng như là trong công ty được hoạt động một cách trơn tru mượt mà hơn. Đặc biệt giúp người quản lý có thể quản lý được tốt hơn trong doanh nghiệp. Bộ phận tiếp theo đó chính là bộ phận về hành chính nhân sự. Bộ phận về hành chính nhân sự thì chúng ta có thể nghe thôi, chúng ta hiểu được rằng là nhân sự là những cá nhân ở trong doanh nghiệp đó, hoạt động ở trong doanh nghiệp đó, ở trong công ty. Thì chúng ta cần phải có một bộ phận này để quản lý những con người ở trong doanh nghiệp đó. Những cá nhân trong công ty sẽ được quản lý theo một chu trình nhất định. Ví dụ như là bộ phận nhân sự, hành chính nhân sự thì họ sẽ quản lý về mặt lương thưởng, rồi các chi tiêu, hay ví dụ như là một nhân viên nào đó bị đuổi việc hay là được thưởng một cái gì đó, thì bộ phận nhân sự sẽ là một bộ phận nắm giữ vai trò đó. Đặc biệt khi mà chúng ta tuyển dụng nhân sự thì bộ phận nhân sự chính là bộ phận để nắm bắt về việc tuyển dụng nhân viên của mình vào trong doanh nghiệp. Bộ phận này cũng có một vai trò hết sức quan trọng ở trong công ty, bởi vì khi chúng ta tuyển dụng nhân sự hay nhân viên vào trong công ty mình thì bộ phận này sẽ là bộ phận để đưa ra những quyết định đúng đắn để thu nạp thêm các con người mới vào trong công ty của mình, giúp công ty của mình có thể phát triển hơn trong tương lai. Tiếp theo đó chính là bộ phận về quản lý. Bộ phận quản lý thì gồm có 3 nhóm chính. Ở trong 3 nhóm đó thì được chia ra thành rất nhiều ý nhỏ khác nhau. Thì bộ phận về quản lý thì sẽ có nhóm đầu tiên là nhóm quan hệ con người. Nhóm thứ hai là nhóm thứ hai đó là nhóm nắm vai trò về kiểm soát thông tin. Nhóm thứ ba là nhóm có vai trò quyết định. Ba nhóm này nhóm nào cũng có vai trò quan trọng như nhau. Đối với tôi, nhóm quan hệ con người thì là nhóm có sự giao lưu hơn, có sự bao quát hơn đến những người trong công ty, giúp công ty đó có thể có mối liên kết và chặt chẽ với nhau, tạo ra tính đoàn kết trong công ty hay trong doanh nghiệp. Nhóm tiếp theo là nhóm về vai trò thông tin. Thì nhóm về vai trò thông tin là vấn đề về trao đổi thông tin, lưu trữ thông tin hay truyền đạt thông tin tới tất cả những thành viên ở trong một doanh nghiệp. Tiếp theo đó là nhóm cuối cùng ở trong bộ phận quản lý. Thì nhóm này có nghĩa là nhóm về nắm về vai trò quyết định. Nhóm nắm về vai trò quyết định thì có nghĩa là như thế nào? Thì có nghĩa là
những con người ở trong bộ phận quản lý này sẽ xử lý các mâu thuẫn trong nội bộ của doanh nghiệp đó, đưa ra những quyết định để đưa ra những giải pháp để giải quyết những mâu thuẫn này, để đưa công ty trở lại với hoạt động bình thường. Và đối với những việc quyết định khác thì nhóm quản lý về vai trò quyết định sẽ giải quyết và đưa ra quyết định một cách đúng đắn nhất. Đòi hỏi người quản lý phải có một bộ não tư duy nhạy bén cũng như là chính xác nhất. Tiếp theo đó chính là bộ phận marketing. Như chúng ta đã biết, và hầu như trong tất cả chúng ta khi chưa tìm hiểu rõ về bộ phận marketing thì sẽ chỉ hiểu là marketing có nghĩa là quảng cáo, quảng bá sản phẩm thôi. Nhưng thực ra nó không đơn giản như vậy. Bộ phận marketing có nghĩa là bộ phận nắm giữ vai trò, bộ phận marketing là bộ phận quảng bá sản phẩm, bộ phận giúp cho những sản phẩm mới của công ty hay những dự án mới của công ty được bật mí cũng như là được đưa đến những cho mọi người biết về marketing, đưa đến cho mọi người biết về sản phẩm của mình sắp tới sẽ như thế nào và thu hút mọi người đón chờ. Chúng ta có thể thấy như các khu đô thị, chung cư hay những mẫu sản phẩm mới của Adidas, Louis Vuitton hay Gucci hay là Nike. Tại sao mà những sản phẩm mới của họ, của những tập đoàn lớn đó mà chúng ta lại có thể biết được? Thì đó là nhờ những bộ phận marketing. Marketing không chỉ là quảng bá sản phẩm đến chúng ta mà nó còn phát triển sản phẩm, cũng như là đưa ra những phương án tốt nhất để quảng bá sản phẩm đến với những người xung quanh, những người khách hàng. Marketing còn được hiểu là bộ phận để quảng bá công ty hay doanh nghiệp của mình đến với những người xung quanh để hiểu biết hơn về doanh nghiệp của mình. Cũng như marketing có thể nói là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của một doanh nghiệp. Bộ phận tiếp theo tôi muốn nói tới là bộ phận sale, có nghĩa là bộ phận bán hàng. Bộ phận bán hàng được coi là một bộ phận nắm vai trò giữ chủ chốt ở trong một công ty, là nó được coi là bộ mặt của công ty. Bộ phận bán hàng là bộ phận là lấy ra những thị yếu rồi lấy ra những ý kiến nhận xét từ khách hàng để đưa lại cho công ty, trao đổi và đóng góp những thông tin nhu cầu của khách hàng hiện nay cần gì và nhu cầu của khách hàng bây giờ là mong muốn những sản phẩm như thế nào. Đặc biệt bộ phận sale chính là những người bán hàng cho chúng ta ở ngoài cửa hàng, cũng như là những người quản lý. Họ đưa tới những người khách hàng, gọi như là bộ mặt của khách hàng, những cử chỉ và thái độ của bộ phận sale sẽ là điều kiện để đánh giá một doanh nghiệp có thể một doanh nghiệp đó có thái độ như thế nào và sự ứng biến của bộ phận sale sẽ là một phần đóng góp rất lớn cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tiếp theo đó chính là bộ phận kỹ thuật. Đây cũng là bộ phận cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Thì bộ phận kỹ thuật, theo như tôi tìm hiểu
sơ qua thì bộ phận kỹ thuật đó chính là liên quan về đến các kỹ thuật ở trong sản phẩm. Họ đưa ra những bản thiết kế, đưa ra những mẫu để sáng tạo, để đưa ra một ý kiến chung giúp cho những người ở bộ phận sản xuất, dây chuyền sản xuất có thể làm theo và đưa ra một sản phẩm nhất định. Thì như vậy, qua video giải thích về vai trò của từng bộ phận ở trong một doanh nghiệp, bộ phận chức năng ở trong một doanh nghiệp, thì tôi đã khái quát được sơ qua về những bộ phận chức năng này.